Hello xin chào các bạn. Hôm nay mình làm món cánh gà chiên mắm. Đầu tiên đập dập và băm nhỏ một củ tỏi. Sau đó thái lượng thêm một củ tỏi nữa. Đập dập 3 củ hành khô. Cho tỏi và hành khô đập dập vào một bát và thêm nước. Quấy đều rồi đổ nước qua dây lọc để lấy nước cốt. 600g cánh gà đã rửa sạch và ướp với một thìa đường, một nửa thìa bột canh, 2 thìa nước mắm, một chút hạt tiêu, thêm nước cốt hành tỏi. Đảo đều gà cho ngấm gia vị và ướp khoảng 30 phút. Để làm nước sốt, chúng ta sẽ dùng một thìa đường, 3 thìa nước mắm, một nửa thìa bột canh, chút hạt tiêu, một thìa nhỏ ớt bột. Quấy đều để hòa tan hỗn hợp. Đợi dầu nóng cho gà vào chiên. Chiên vàng đều hai mặt thì cho gà ra đĩa. Phi tỏi thái lượng cho thơm. Đến khi tỏi ngả vàng thơm thì vớt hết ra. Phi hành tỏi của lúc đầu lọc nước. Đến khi thơm thì cho hỗn hợp mắm, đường vào. Quấy đều. Khi nước sôi liu riu thì thả gà vào. Dàn đều gà trong chảo sao cho thấm gia vị. Đun gà với lửa nhỏ vừa. Thỉnh thoảng đảo chấm mặt thịt gà cho đều. Khi nước sốt cạn thì rắc tỏi hạt lựu đã phi vào. Tắt bếp và cho gà ra đĩa. Vậy là mình đã hoàn thành xong món cánh gà chiên mắm rồi. Rất thơm các bạn ạ.